ID cái panel đây nè, lúc vào đây. Và chúng ta dựng từ cái tâm này ra. Đó, ta thấy tự động bắt vô cái tâm đó. Tất nhiên cái lỗ này nó cũng không có gì là vị trí nó cần phải chính xác cả. Chúng ta có thể vẽ bất kỳ ở đây. Đó, quý vị các bạn thấy là cái phần này có một cái phần nó khuất phía dưới. Ta lấy chuột phải, chọn Finish Cap. Bây giờ chúng ta thấy nè, cái đối tượng của chúng ta bây giờ chúng ta di dời ra, chúng thấy cái đầu nó nằm ở đây. Đó, nhìn lại gần, ta thấy cái điểm mà hiện màu đỏ ở đây nè. Đó, chính là cái đầu mút của cái đường line mà chúng ta vẽ đây. Bây giờ ta muốn tạo mặt phẳng lên nó, thì ta chọn làm quật len nữa. Ta chọn quật len ở đây. Ta click vào quật len, ta chỉ vào đường thẳng đó và chọn trên cái phần đầu của nó. Đó, chúng ta có cái chi tiết, có một cái mặt phẳng ở đây. Bây giờ tôi sẽ làm một cái, vẽ một cái vòng tròn ở đây để tạo một cái cat, rồi ta tạo một cái lỗ chỗ này. Ta click chuột phải, chọn new cat trên cái mặt phẳng này. Cái quá trình chúng ta dựng rất là gian nan, bởi vì quý vị các bạn thấy một cái lỗ đơn giản vậy, nó nằm trên cái trụ thôi. Nhìn thì rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta phải tốn nhiều công đoạn và phải phối hợp từ các lệnh khác nhau. Đó. Thì thông qua cái phần này quý vị các bạn bắt đầu chúng ta cũng quen với những cái lệnh để thực hiện rồi. Bây giờ chúng ta vẽ, chúng ta chọn Shift C, gõ Shift C để vẽ cái vòng tròn ngay từ cái đầu bút đó, ta dựng cái vòng tròn ở đây. Đó, giờ chúng ta có cái đối tượng vậy, và ta lấy chuột phải chọn Finish Cap. Sau khi mà chúng ta có cái đối tượng nó giống như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta mới đặt nè cái hole. Ta click vào hole. Và chúng ta chọn From Cat, chúng ta chọn ở đây. Chúng ta thấy nguyên cái phần màu đỏ này, cái lỗ này rất là lớn. Cho nên là chúng ta nói là cái lỗ này chúng ta chọn là một cái lỗ khoan. Những cái góc của chỗ này nè, cái lóc khoan này nè, chúng ta sửa lại 90. Cái phần này á, chúng ta sửa là 8. Và cái chỗ này nè, chúng ta sửa cho cái thước thiệt là nhỏ thôi, 0.1. Tượng trưng thôi. Và thế là chúng ta click OK. Chúng ta có được cái lỗ chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ giấu hết những cái mặt phẳng này. Ta click chuột phải trên những cái này nè, chúng ta chọn Visibility, chúng ta tắt hết. Đó, quý vị các bạn thấy cái đối tượng của chúng ta. Bây giờ điều còn lại mà chúng ta sẽ làm là gì? Chúng ta sẽ nhân cái đối tượng này ra. Chúng ta nhân nó lại làm 3 cái bằng cái Circular Button. Vậy thì chúng ta di chuột sang bên đây trái nè, chúng ta chọn cái Circular Button, Shift O cũng được, click vào đây. Và chúng ta chọn, đó, chúng ta chọn cái feature là chính cái đối tượng này. Và ta chọn cái Rotation Axis là đây. Chúng ta chọn 3 đối tượng. Đó. Cái chi tiết bao nó sẽ bọc ở bên ngoài này nè. Đó, và nó có cái lỗ ren đó, quý vị các bạn ta nhớ trong cái chi tiết lần trước. Thì lúc đó người ta sẽ dùng một cái con vít, người ta bắt vào đây để người ta cố định hai chi tiết đó lại. Nhằm cố định luôn cái cối này nè, với lại cái vòng bao đó. Bây giờ chúng ta xoay, chúng ta xem nè, nó có 3 cái đối tượng đó, mà chúng ta mới làm ra. Và sau đây là cái thuộc tính sau cùng của cái chi tiết, gọi là cái chúng ta làm cái lỗ, gọi là cái lỗ ren, để chúng ta làm cái vít cấy nhằm cố định cái thân, giống như nãy tôi nói là cố định cái thân và cái cối ép này. Bây giờ chúng ta xem cái chi tiết của chúng ta nha. Chúng ta click chuột phải, chọn trên cái vùng đồ họa đó, chúng ta chọn New Cat. Đó, trên cái bề mặt này nè, và chúng ta quay lại mặt bằng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng, chúng ta vẽ này. Đó, chúng ta vẽ đây. Tôi sẽ dựng ở đây một cái vòng tròn nữa. Tôi gõ Shift C. Tôi chỉ nhằm mục tiêu là tôi lấy cái... Thật sự thì chúng ta cũng không cần cái đường này nữa. Chúng ta click chuột, chúng ta xóa luôn cái đường đó. Chúng ta có cái vòng tròn ở đây rồi. Thì ta click chuột phải chọn Finish Cat. Đó. Chúng ta có được cái phát thảo ở chỗ này. Chúng ta xoay nguyên nhân 3 chiều nó là cái lỗ này. Thì bây giờ chúng ta làm nè. Chúng ta đặt một cái hole From Cap Center là đây. Cái phần cắt xuống của nó là chúng ta nói là phần ren, chúng ta chọn ở đây là ren. Tap it hole. Đó, vân vân. Chúng ta chọn cái phần nè, kích thước là M8. Đó, bước ren ở đây là 1.
ha, và không phải là full depth, tức là không lấy hết toàn bộ mà chúng ta lấy một cái phần thôi. Chúng ta nói là cái bề sâu này nè, cái bề sâu của lỗ này nè, chúng ta nói là 16 mm, và cái phần ren này á, là 11, là lít ok. Cái góc ở chỗ này nè quý vị các bạn sửa lại là 118 rồi nè, tại vì cái lệnh hồi nãy nó còn, và ta lít ok. Thì quý vị các bạn thấy chỗ này, cái lỗ ren ở đây để chúng ta bắt con vít cấy mà 8 vào đây để cố định ở đây. Ngoài cái thân nó cũng sẽ có cái chuyện này, chúng ta phải làm cái điều tương tự vậy trên cái thân để chúng ta có thể cấy vào đây một cái con vít cấy để cho nó cố định này, đây cái lỗ khoan. Đó, rất là nhanh như vậy. Bây giờ chúng ta đã hoàn chỉnh được cái chi tiết đó rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ cần đơn giản là chúng ta lưu nó lại và chúng ta đặt tên cho nó, nó chính là cái cối. Ví dụ chúng ta đặt đó là cái cối ép số 1, và chúng ta đóng cái đó lại, chúng ta đóng luôn toàn bộ bản vẽ đó lại. Quý vị các bạn thấy trên cái màn hình của chúng ta đó chính là chi tiết, cái gọi là cái đầu ép. Thì chúng ta thấy là cái chi tiết này rất là khó thấy, cho nên là tôi sẽ gõ ở trên cái phần này, trên vật liệu tôi gõ A, Add Material. Đó, chúng ta thấy là cái chi tiết đó xuất hiện trở lại. Thì cái chi tiết này cũng đơn giản là quý vị các bạn thấy nè, ở đây á, nó có hai cái phần. Một á, là cái phần trụ phía trên, với phần trụ ở phía dưới này, chúng ta có thể dựng một cái hình tròn xoay cũng được. Hay chúng ta cứ tuần tự làm hai cái phần trụ này lại với nhau. Sau chúng ta vác một phần và chúng ta tạo cái lỗ đây. À, chi tiết này cũng đơn giản thôi, bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện đó. Ta chọn window, chọn vào cái chi tiết gọi là đầu nén. Ta xoay chi tiết này không gian 3 chiều chúng ta xem. Cái phần trụ nén ở phía dưới này á, là đường kính là chúng ta có cái đầu nén đó là đường kính là 90, chiều dài ở đây á, là 110. Trong khi cái đầu nén ở trên này á, có đường kính là 40. Đó, và chiều dài tổng cộng là 195. Tức là chúng ta thấy ha. Vậy thì chúng ta lần lượt làm này, chúng ta thấy nè. Vậy là chiều dài này là 85, đường kính 40, trong khi đường kính lại là 90 và chiều cao là 110. Vậy thì chúng ta chọn Part ở chỗ này và chúng ta dựng cái vòng tròn, chúng ta gõ Shift C đi. Chúng ta gõ Shift C. Vòng tròn ở đây. Ta gõ D. Đó, chỗ này nè quý vị đấy, 90. Lít chuột phải chọn Don và lít chuột phải là chọn Finish Cap. Sau đó chúng ta chọn gõ E, Extrude lên, chúng ta nói là cái khoảng cách này á, là 110. Đó, chúng ta có cái phần thân. Chúng ta lít chuột phải chọn New Cap ở chỗ này nè, đó, lên đến đây. Chúng ta lại chọn Shift C. Chúng ta dựng cái vòng tròn ở đây. Chúng ta làm chuyện này rất là nhanh thôi. Bây giờ chúng ta cho cái kích thước nó, chúng ta gõ D ở đây nè, đó. Và tròn đây là 40. Lít chuột phải chọn Don và lít chuột phải chọn Finish Cap. Chúng ta sẽ gõ E, chọn cái profile ở đây và chiều cao chỗ này quý vị các bạn cho là 85 mm. Chúng ta có cái phần chi tiết giống như vậy. Đó, cái chi tiết của chúng ta như vậy. Cái phần đầu này nè, chúng ta sẽ chamfer nó. Chúng ta di chuột sang đây nè, chúng ta chọn chamfer, click vào chamfer, chọn cái khoảng này. Đó. Chỗ này nè quý vị các bạn có thể là fillet một cái bán kính nào đó. Ví dụ như đây chúng ta có cái bán kính là 1 mm, thì chúng ta chọn fillet, ta click vào fillet và chọn ở đây. Đó, chúng ta có được cái kích thước này. Bây giờ quý vị các bạn xem cái bên trong của cái chài ép này á, nó có cái gì. Ở đây là cái đầu nén, xin lỗi, là cái đầu nén này. Chúng ta chọn Window, chọn lại đầu nén. Thì chúng ta xoay cái đối tượng này trong không gian 3 chiều, chúng ta nhìn thấy bên trong này nè. Đó, là một cái lỗ khác. Vậy chúng ta có thể làm cho nó một cái extrude, một cái này chiều sâu của cái lỗ này là 65 và đường kính là 40. Để chúng ta thấy nó vừa dặn vào trong cái chi tiết gọi là cái đầu ép. Vậy thì chúng ta chọn lại Window, chọn chi tiết của chúng ta đang vẽ. Đó, chúng ta click chuột phải chọn New Cap trên cái mặt phẳng này. Và ta sẽ chọn Shift C, vẽ một cái vòng tròn nữa. Và chúng ta dọn D. Chuyện này nó quá quen thuộc cho nên là tôi sẽ làm rất là nhanh. 40, chúng ta thấy như vậy. Và cái phần cắt vào ở đó là 65. Chúng ta click chuột phải chọn Don, T
ít chuột phải chọn Phoenix Cat, tức là chấm dứt cái phát thảo đó. Và ta gõ E được bàn phím, chọn profile là đây. Phần cắt vào là 65mm. Chúng ta có được cái chi tiết giống như vậy. Thì quý vị các bạn thấy là ở đây á, cái chi tiết của chúng ta đó, chúng ta còn có những cái chi tiết như thế này nè. Đó, chúng ta trên cái đầu nén này nè, trên cái đầu nén này nè, quý vị các bạn thấy nè, ở đây tôi có một cái lỗ. Cái lỗ này có cái đường kính là chúng ta có cái đường kính là 16mm. Và cách cái mặt phẳng này á, là chúng ta có từ cái đáy trong này ra tới đây, tức là khoảng chừng chúng ta có 25mm từ đây đến đây, từ cái tâm này tới đây. Thế thì bây giờ á, để làm chuyện này á, ví dụ như ở trong cái chi tiết, quý vị các bạn thấy là đây nè, nó có một cái ngàm, cái phần mà chúng ta cắt bỏ vật liệu này, thì chúng ta có thể sử dụng lại cái mặt phẳng hồi nãy. Tức là chúng ta sử dụng cái mặt phẳng, có thể là chúng ta làm một cái mặt phẳng cắt ngang qua cái đối tượng chúng ta, làm cái mặt phẳng, làm việc cắt ngang qua đối tượng chúng ta, sau đó chúng ta mới extrude nó, giãn cách để cắt cả hai bên. Ví dụ các bạn thấy nhìn lên này nè, cái chuyện này là chúng ta có thể cắt bằng cách là chúng ta tạo một cái mặt phẳng làm việc ngang qua đây, chúng ta vẽ một cái dạng giống như một cái hình tam giác, chúng ta extrude đi cách hai bên. Bây giờ tôi sẽ làm cái lỗ mà chúng ta đục xuống ở đây. Làm chuyện đó thì quý vị các bạn thấy là những cái lỗ này á, nhìn thì nó nằm trên đơn trụ thì nó đơn giản, nhưng mà chúng ta làm nó phức tạp. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm một cái mặt phẳng làm việc từ trên này xuống, là chúng ta có là từ đây là 25mm. Chúng ta chọn Window, chọn cái chi tiết của chúng ta. Và xoay chi tiết đó, góc nào mà chúng ta nhìn thuận lợi nhất. Ta chọn quật len. Ta chọn quật len. Chúng ta sẽ đẩy chi tiết này vô đây là âm 25, âm 25mm. Chúng ta lại tiếp tục là tạo trên cái này nè, chúng ta new cat trên cái mặt phẳng làm việc này. Chuyện này chúng ta cũng rất là quen, quý vị các bạn thấy là rất là quen rồi. Bây giờ chúng ta vẽ một đường thẳng từ đây ra đây, ra giữa này. Đó, lít chuột phải ở đây, finish cat. Khi chúng ta di chuột lên cái đối tượng này, chúng ta thấy nè, đó, trên cái đối tượng của chúng ta nè, đó, đây. Thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ tìm xem cái phần đầu của nó nè, đây nè, cái phần đầu của nó sẽ có cái chi tiết, nó có cái đối tượng ở đây nè. Đó, chúng ta thấy cái đầu này, chúng ta tạo cái mặt phẳng làm việc tiếp xúc với nó. Chắc là quý vị các bạn cũng hiểu được cái cách làm, tức là chúng ta làm cái đối tượng ra tới đó, chúng ta làm một cái mặt phẳng làm việc tiếp xúc, và từ đó chúng ta lại tiếp tục làm một cái lỗ extrude dạng cất, qua đó là dạng 16mm. Thì sau cùng chúng ta sẽ có được cái chi tiết giống như trên cái màn hình mà quý vị các bạn có ở đây. Thế thì trong cái phần bài sau, tôi hướng dẫn quý vị các bạn chúng ta thực hiện quá trình lắp ghép để tạo ra những cái bản vẽ mà chúng ta sử dụng trong thực tế. Thì nội dung cho cái phần bài học ngày hôm nay mà chúng ta cùng làm đến đây là tạm kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.